Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, tuần mới đã bắt đầu không mấy tích cực đối với thị trường crypto khi Bitcoin lần đầu tiên giảm xuống dưới 40.000 đô la sau gần 2 tháng. Một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến Bitcoin giảm là việc bán Bitcoin của Grayscale. Theo CryptoQuant, 14.291 Bitcoin đã rời khỏi quỹ vào ngày 22 tháng 1, tương đương với 570 triệu đô la theo mức giá hiện tại. Kể từ khi ra mắt ETF, Grayscale đã bán 66.000 Bitcoin, hầu hết trong số đó đang được thanh lý trên thị trường thứ cấp. Diễn biến hiện tại trái ngược với những kỳ vọng tích cực trước khi ETF được phê duyệt. Mặc dù Bitcoin đã đạt mức cao nhất là 49.000 đô la vào ngày 11 tháng 1 khi SEC chính thức phê duyệt ETF, nhưng Bitcoin đã giảm gần 20% kể từ đó. Sự tiêu cực bắt đầu phản ánh về khối lượng xã hội của các loại tiền điện tử hàng đầu. Theo dữ liệu của Sentiment, số cuộc thảo luận về Bitcoin ít hơn 35%, với ETH ít hơn 21% so với tuần trước khi ETF được phép giao dịch. Đáng chú ý, giám đốc điều hành CryptoQuant Kỳ Yang Yu đã chỉ ra sự hồi sinh của Bitcoin cũ trong những ngày gần đây. Điều này rất có thể là do các cổ đông JBTC có quyền truy cập vào Bitcoin của họ sau một thời gian dài. Họ đã bán chúng để kiếm lợi nhuận. Thông tin tiếp theo, dữ liệu nghiên cứu của Bitmax cho thấy dòng vốn trị giá 260,6 triệu đô la cho IBIT của BlackRock vào ngày giao dịch thứ Bảy. BlackRock Bitcoin ETF đang nắm giữ tổng tài sản là 1,6 tỷ đô la. Mặt khác, dòng tiền trị giá 640,5 triệu đô từ Grayscale Bitcoin ETF đã được ghi nhận vào thứ Hai. Điều này đẩy tổng dòng vốn chảy ra của nó lên con số đáng kinh ngạc là 3,4 tỷ đô. Ngày giao dịch thứ Bảy đã chứng kiến tổng dòng vốn là 87,2 triệu đô la từ tất cả 12 quỹ Bitcoin ETF. Hiện tại, tổng dòng vốn vào của các quỹ ETF này lên tới 1,09 tỷ đô la. Tuy nhiên, dòng tiền chảy ra khổng lồ là 3,4 tỷ đô của JBTC đã ảnh hưởng lớn đến chỉ số dòng tiền vào. Theo sát BlackRock, FBTC của Fidelity Wise đã trải qua dòng vốn ròng là 158,7 triệu đô la, góp phần tạo nên dòng vốn tích cực tổng thể kể từ khi ra mắt. Hơn nữa, điều đáng chú ý là dòng vốn kết hợp của BlackRock và Fidelity cho đến nay là 3,13 tỷ đô, bù đắp hơn 90% tổng dòng tiền ra của JBTC. Trong khi đó, AK21Share đã thu hút dòng vốn vào là 65 triệu đô la và BITB của Bitwise đã chứng kiến dòng vốn vào là 41,6 triệu đô. EZBC của Franklin Templeton, quỹ Bitcoin ETF có mức phí thấp nhất, lại không ghi nhận dòng vốn vào đáng kể. EZBC đã ghi nhận dòng tiền vào 4,7 triệu đô la vào thứ Hai. Trong khi đó, quỹ của Vanguard ghi nhận dòng vốn là 9,7 triệu đô, còn quỹ của VanEck báo cáo dòng vốn vào là 6,8 triệu đô. Ngoài ra, Invesco Galaxy Bitcoin ETF có dòng vốn vào thấp hơn là 5,6 triệu đô. Hơn nữa, WisdomTree ETF chứng kiến dòng vốn vào thấp nhất là 0,4 triệu đô. Và thông tin cuối cùng, thẩm phán Amy Jackson kêu gọi SEC thiết lập các ranh giới riêng biệt cho tài sản kỹ thuật số được phân loại là chứng khoán trong phiên điều trần giữa Binance và SEC. Một thẩm phán liên bang ở Hoa Kỳ đã đưa ra các câu hỏi với SEC về quan điểm của họ đối với tiền điện tử trong vụ kiện đáng chú ý liên quan đến Binance, cùng với chi nhánh Hoa Kỳ và cựu lãnh đạo của họ, giám đốc điều hành Binance Trang Penzao, nhằm mục đích bác bỏ các cáo buộc của SEC được đệ trình vào mùa hè năm ngoái. Trong phiên điều trần vào thứ Hai ngày 22 tháng 1, thẩm phán Amy Berman Jackson của quận Columbia đã yêu cầu SEC đưa ra định nghĩa rõ ràng về ranh giới cho những gì họ cho là bảo mật liên quan đến token ảo. SEC, dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Gary Gensler, đã lập luận rằng phần lớn tài sản tiền điện tử nằm trong tầm ngắm của cơ quan và phải tuân theo các quy định của cơ quan này. Thẩm phán Jackson bày tỏ lo ngại, đặt câu hỏi về lập trường của SEC. Bà tuyên bố rằng, trong khi SEC tuyên bố tất cả các tài sản kỹ thuật số là chứng khoán, làm thế nào các tổ chức phát hành có thể biết khi nào họ vượt quá giới hạn? Khi trình bày trường hợp của Binance, Jason Mandro, luật sư đại diện cho công ty, đã cho luận vào hôm thứ Hai rằng Binance không có nghĩa vụ sau bán hàng đối với các nhà đầu tư liên quan đến các token cụ thể. Khẳng định này rất quan trọng cho lập luận rằng những tài sản này không nên được phân loại là chứng khoán. Binance cho biết thêm, SEC đã không truyền đạt đầy đủ cách giải thích của mình về luật chứng khoán, cho rằng họ đã thiếu thông báo công bằng. Tuy nhiên, trong phiên điều trần, thẩm phán Jackson tỏ ra hoài nghi về tính thuyết phục của lập luận này. Đáng chú ý, Binance cũng trêu chọc quyền ưu tiên của Coinbase trong khi đưa ra lập luận của mình. Vào tháng 6 năm ngoái, SEC khẳng định rằng Binance cùng với cựu giám đốc điều hành CZ đã quản lý sai quỹ của khách hàng, cung cấp thông tin sai lệch cho các nhà đầu tư và cơ quan quản lý, cũng như vi phạm các quy định về chứng khoán. SEC cũng cáo buộc công ty cung cấp chứng khoán chưa đăng ký cho các nhà đầu tư ở Mỹ. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại.
Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.